iPhone 2021 sẽ sở hữu ống kính gốc siêu trọng 6 thành phần chụp siêu đẹp. Phần camera gốc siêu trọng trên iPhone 13 sẽ được nâng cấp với khẩu độ f1.8 giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng. Theo Becotis và Thomas O'Malley, hai nhà phân tích của Barclays, tất cả bốn mẫu iPhone 13 đều sẽ sở hữu camera gốc siêu trọng được cải tiến. Trước đó, chuyên gia Minh Chico lại khẳng định rằng chỉ hai mô đồ thuộc dòng Pro mới sở hữu nâng cấp đó. Theo đó, camera cốc siêu trọng mới sẽ là ống kính bao gồm 6 thành phần với khả năng hỗ trợ tự động lấy nét cùng khẩu độ f1.8 giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng tốt hơn so với f2.4 trên dòng iPhone hiện nay. Bên cạnh đó, các cảm biến ảnh trên iPhone 13 cũng có thể được tăng kích cỡ so với kích thước hiện tại đang là 1 trên 3,6. Thấp hơn so với các mô đồ như Samsung Galaxy S21 Ultra là 1 trên 2,55 hay Huawei Mate 40 Pro là 1 trên 1,54. Chuyên gia phân tích Barclays cũng dự đoán rằng ống kính tele 12 megapixel f2.2 65mm 2.5x trên iPhone 10. Hai Pro Max Apple sẽ được đưa lên iPhone 13 và 13 Pro. Dự kiến, iPhone 13 sẽ dẫn có 4 phiên bản với kích cỡ màn hình tương tự dòng iPhone 12, đặc biệt. Đây sẽ là thiết bị đầu tiên của Apple được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình, được sử dụng song song với FACEID.